ủng hộ kênh của Lộc TV nhé. Đăng ký đi, chần chừ chi. Còn đây các bạn ạ, à, đây chính là con lợn của em mình này. Các bạn có thấy nó dễ thương không? Đấy. Đây là con heo. Con lợn. Heo. Lợn. Thôi không cãi nhau nữa. Em ra những kẹo này. Ok. Còn đây chính là con xe nhá. Con xe của mình ấy. Ăn không thích thì chia tay đi. Suốt ngày cầu chia tay, chia tay. Ăn thì sao game suốt đêm ngày. Vậy thì anh chơi game khác gì? Em ngày đêm nghiện trà sữa. Trà sữa liên quan kênh. Gì mà anh nói em. Anh yêu em, kiểu hơn yêu em. Suốt ngày ôm khư khư cay may. Sao tự nhiên em lên cơn điên? Vô lý chưa ai đã làm gì? Thử nhìn xem mình thì hơn ai. Các bạn ơi, mình không thuộc cái đoạn đấy đâu, bỏ qua cho mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ tặng ngay cho các bạn một bài hát nha. Anh mang trao cho yếm nụ hồng móng mây như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong lòng, mong sao hoa không phải sắc hương, nhưng sao hoa kia máu phải tàn. Dụng tà tơi trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim dàn vỡ. Nói đâu là một nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những đàn côi. Với duyên xưa dù chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã uống. Thôi em ơi duyên ta đành lỡ. Đấy các bạn có thấy chất không? Bài hát của mình quá chất cho nên các bạn hãy đăng ký ngay đi. Chần chừ chi. Chào các bạn nhé, các bạn đón xem video này hãy nhấn like, đăng ký, chia sẻ để...